Bon Bon TV. Đưa đây nào, chuyện của tớ mà. Không, giờ nó là của tớ. Trả tớ. Của cậu cũng là của tớ. Nó là của tớ mà. Jackie, mau trả cho tớ. Này thì trả này. Lêu lêu, đúng là đồ ngốc. Tạm biệt nha. Đã đâm vào tớ còn lơm này. Dám bắt nạt, bắt nạt cô chủ này. Jackie, cậu muốn gì? Chưa đây, lần sau thì bỏ thói bắt nạt bạn đi nha. Ui, chạy mau. Chuyện của cậu này, cậu ấy thật xinh đẹp. Cô chủ, mình đi thôi ạ. Người đâu mà dễ thương vậy. Chào em má đỏ môi hồng. Cho anh hỏi có chồng hay chưa. Cái gì đây? Trả đi bà. Anh thích chị ấy đúng không? Em sẽ giúp anh. Thật chứ? Tất nhiên rồi. Cô chủ, cẩn thận. Cơ hội đây rồi. Thực hiện kế hoạch nào. Thôi, anh ngại lắm. Rồi ạ, cầm lấy đi. Không đâu, ngại chết. Đi mau lên. Thôi xong rồi. Ui, ngon phết. Ngon đấy. Nhưng mà hơi ít. Giờ thì ăn đòn nhé. Run. Đứng lại. Còn tớ. Cháu xin lỗi. Lần sau cháu sẽ mua hai que. Anh trai, chị ấy kia rồi. Bây giờ phải làm sao nhỉ? Anh biết anh đẹp trai rồi. Đừng nhìn anh như vậy. Có cách rồi. Ui, trông cũng hơi bị được đấy. Anh cầm lấy đi. Hãy thể hiện tài năng thiên phúc anh đi. Cố lên. Tặng cậu. Ui, thích thế. Thành công rồi. Yeah yeah yeah. Tớ có thể hát tặng cậu không? Tuyệt quá. Ôi không, ghê quá. Ôi à, tôi chết đây. Dừng. Tôi chiều cậu quá nên cậu nhờn đúng không? Ôi chú ơi, tôi xin lỗi. Tôi đã nói rồi. Đánh sang cô chủ ra cơ mà. Cháu xin lỗi. Đừng hòng. Bỏ tôi ra. Thả cậu ấy ra. Chết này. Cứu tôi với. Cướp. Nhận hồng, cậu không sao chứ? Ôi, cậu ấy đẹp trai quá đi. Úi dồi ôi, sến quá. Cướp, mau lên. Hắn chạy kìa. Chết tôi. Yeah, đúng rồi. Đứa nào vừa chọi ta đấy? Tên kia ạ? Ta sẽ. Nhìn đỡ giỏi quá. Ui, ta cáo thật rồi đấy. Xem ta đây. Sợ quá. Kia rồi. Quyết tâm. Ôi trông, tiếng lợn kêu à. Ta đau đầu, chóng mặt. Đừng ác nữa. Mình cảm ơn cậu nhé. Trời ơi, xuống tê người. Thành công rồi. Anh chị cứ tự nhiên đi ạ. Tớ về trước nhé. Để. Úi dồi ôi, đuổi theo. Nhện Hồng, để tớ đưa cậu về nhé. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chucky, năng động. Harley Quinn. Và các diễn viên khác. Có bao giờ các bạn nhỏ nghĩ sẽ nhận được một món quà bất ngờ là khả năng siêu năng lực chưa? Chị em nhà Amanda thì có rồi đó. Vậy sau khi có được khả năng siêu nhiên đó thì họ sẽ sử dụng nó như thế nào? Sắp được rồi nè.
sao chị lại phá đồ chơi của em? Bất ngờ chưa em gái? Chị sẽ phải trả giá. Đứng lại đó cho em. Ai gọi vậy nhỉ? Để em ra trước. Đợi chị voi. Nhà có bưu phẩm. Dạ em xin nè. Cái gì đó đưa chị xem nào. Ôi da, bất ngờ chưa bà già? Dám kêu chị à? Các người sẽ bất ngờ về món quà này. Không biết bên trong có gì nhỉ? Xem để mở ra. Nhỡ là đồ của mẹ thì sao? Mẹ làm sao mà mặc vừa cái này? Chắc là gửi cho chị em mình rồi. Nghe cũng hợp lý ha. Wow, đẹp quá chị ha. Chị em mình mà mặc lên thì sẽ như thế nào nhỉ? Ơ, mặc vào rồi này. Sao xung quanh chị toàn lửa thế này? Còn xung quanh em toàn hơi lạnh luôn này. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hình như đang bật điều hòa hơi lạnh thì phải. Phải tăng nhiệt độ lên mới được. Cuối cùng cũng ổn rồi. Chị thấy nóng quá. Giảm bớt nhiệt độ đi. Không, của em. Của chị. Em muốn chiến tranh sao? Bỏ tay ra. Thôi chết, trái máy đi qua mất rồi. Hai đứa này lại làm cái gì đấy? Mẹ. Còn với chả cái, đứng quanh tay hết giờ cơm đi. Đến khổ, đứng lên. Tại chị, tại em á. Chị lại muốn ngày chiến tiếp đó hả? Hả, chị ấy đang làm gì vậy nhỉ? Tưởng thế nào, mình có trò vui rồi đây. Đố chị ngủ yên được đấy. Tiếp nào. Hả? Chết rồi, cái bình hoa này cháy rồi. Ơ, em có thấy cái gì không? Để em thử lại. Hình như em có siêu năng lực rồi. Wow. Yeah, chúng ta đã trở thành siêu anh hùng rồi. Đi thôi. À quên, cửa bên này. Nào, hôm nay mình sẽ làm món thịt xá xíu ngon nhất nách luôn. Ơ, sao bếp lại không bật được thế này? Phải đi gọi thợ thôi. Mẹ không cần phải mất công như thế đâu. Để bọn con gánh tem cho. Gánh tem á? Mẹ cứ để con. Lửa lên rồi. Mẹ thấy thế nào ạ? Khó thế mà cũng làm được á. Ôi thơm quá mẹ ơi. À được mẹ khen rồi. Mẹ đợi con tiếp nha. Úi trời ơi, cháy, cháy to rồi. Mau tìm cách đi mẹ. À đúng rồi. Cái gì thế này? Mẹ thấy con có giỏi không? Trời ơi, món thịt chiên của tôi. Chắc là giòn lắm đấy ạ. Chắc là không giòn đâu. Đi ra ngoài mau. Úi giời, đi mau đi chị. Nóng thế nhỉ, nhà không bật điều hòa. Khoan đã, cái điều hòa này là dở chứng rồi. Để con quạt cho bố nha. Được đấy, mát thế nhỉ. Mình phải giúp bố thấy mát hơn nữa mới được. Ôi, mát thật đấy. Hả? Lạnh, lạnh, lạnh quá. Hả? Chết rồi. Bố ơi, bố. Mình phải cứu bố mới được. Yeah, bố đã trở lại bình thường rồi. Đi ra chỗ khác chơi. Nhanh lên, bố tức rồi. Đi thôi Amanda. Chán thế nhỉ. Nếu sức mạnh này không thể giúp người khác thì chúng ta còn cần nó làm gì? Cướp, có ai không? Cứu tôi với. Im. Cướp,
cướp lấy túi đồ của tôi rồi. Hãy xem đây. Yeah. À. Hả? Cháy mông rồi. À, nóng, nóng quá. À. Ở kia. Tao mau dập lửa đi. Chị nhìn bọn chúng kia kìa. Nhìn em đây này. À. Chị thấy em thế nào? Thường thôi. Chị lại gato đấy à? Tiếp theo. Yeah, hey, yeah. Túi của chị đây ạ. À. Cảm ơn hai em. Dạ không có gì đâu. Gì thế này? À, sao bọn chúng lại đứng như tượng thế nhỉ? Đến lúc rồi. Hả? Các ngươi đã bị bắt. Mau theo ta về trụ sở. Yeah, chúng ta đã làm được việc tốt rồi. Ôi trời ơi. Cái gì đấy? Ta đã đến rồi đây. Wow, cosplay đỉnh thật đấy. Đúng là bọn ngốc. Hả? Kinh thế. Bọn nhóc đáng ghét, chúng nó dám cười nhạo mình. Khổng lồ kìa. Dám coi thường ta, ta sẽ sang bằng tất cả. Phù thủy tức giận rồi, chạy mau. À! Ôi không, các ngươi chạy đi đâu? Chạy mau lên, chạy mau lên. Hành tinh này sẽ thuộc về ta. Ôi, cuối cùng cũng đến rồi. Lớp học nguyên tố. Mọi người ơi, mọi người đâu rồi? À ha, lửa. Xin chào Amanda. Nước. Cậu mau ra đây cho tớ. Có chuyện gì thế Amanda? Hiện thân đi nào đất. Ồ, Amanda. Còn khí nữa. Xin chào khí. Có chuyện gì vậy Amanda? Chuyện lớn rồi. Amanda liền kể lại câu chuyện. Đừng vội cười, ông ta đã sử dụng phép thuật phá hủy thành phố này đó. Cái gì cơ? Trông ông ta rất đáng sợ. Không thể như thế được, đáng ghét. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này lại. Đi thôi nào anh em. Này các cậu, đợi tôi với. Khí, nước, lửa và đất. Tên phù thủy xấu xa biến đâu mất rồi. Có khi sợ quá trốn được cũng nên. Tiếng gì thế? Ai gọi ta đó? Ôi trời ơi, kinh thế. Xin chào các chàng trai cô gái. Ông là yêu quái phương nào? Trời mắt quá. Mau đưa những chiếc vòng cổ đó cho ta. Ông không đạt được mục đích của mình đâu. Coi giỏi thì lại đây, cô nàng lửa bé bỏng. Đỡ lấy. Là chẳng phép thuật. Phản công. Yeah. Ôi da. Cháy mông rồi. Sức mạnh của nước. Yeah. Ôi may quá. Cảm ơn cậu. Ta sẽ cho người biết thế nào là lễ hội búa sấm sét. What the hell? Phù thủy xấu xa kia, đứng lại cho ta. Dám bắt nạt bạn ta hả? Yeah. Được rồi. Đáng ghét. Đứng lại. Oh yeah. Amanda, cậu có sao không? Việc gì khó có nước lo. Hey. Người cứ đợi đấy. Họ. Nước lại da dẻ rồi.
quân băng Jago. A few moments later. Đóng băng. À! Lũ nhóc các ngươi làm sao đấu lại được ta? Phá băng. Bốn nguyên tố tập hợp sức mạnh. Yeah! Ái chà chà, có giỏi thì vào đây. Hả? Ai? Sức mạnh này. Wow, các cậu ngầu quá đi. Hoan hô, chúng ta chiến thắng rồi. Sút, sút đi. Cú đá sấm sét. Dám cười anh à? Yeah. Toàn rồi. Sẽ xử anh cho mà coi. Yeah. Làm sao? Làm sao bây giờ? Anh phải làm sao đây? Đáng sợ quá. Đến rồi. Phải làm sao đây? Cháu chào bà. Của cháu này. Cháu xin ạ. Ừ. Ôi trời đất ơi, thiên địa quỷ thần hồn vịt lộn ơi, lại là hai đứa nữa hả? Chúng này quả là quả xóm, không để ai yên à. Gọi mẹ hai đứa ra đây. Phá bóng này, phá là quả xóm này. Dạ, con xin lỗi bác ạ. Được rồi. Úp mặt vào tường cho mẹ. Cứ đứng đây bao giờ biết lỗi thì mới đi về. Mẹ ơi, đồ xấu xa là tại anh. Câu đó mày nói bao nhiêu lần rồi mày chưa thấy chán à? Chúng ta sẽ phải trả thù. Chúng ta sẽ đứng. Chú ý, lệnh truy nã khẩn cấp đối với hai tên tội phạm nguy hiểm. Động đất à? Động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Cái gì? Cháu chào bà. Yeah. Bà ngồi xuống đây đi ạ. Để cháu đấm bóp cho bà nhé. Lại là hai đứa chúng mày à? Bà cứ tưởng động đất. Ui, bà ơi, bà cứ ngủ đi, để cháu đấm lưng cho. Bà ngủ đi bà. Bà có thấy thoải mái không hả bà? Được. Bà ngủ đi nào. Bà ngủ rồi. Ôi, cái gì đây? Bà xem. À, nhan sắc của ta, chuyện gì thế này? Hai đứa chán sống rồi đúng không? Ôi bà ơi. À, chạy mau. Đứng lại mau. Chúng cháu xin lỗi bà. Khoan, gì vậy nhỉ? Thuốc sổ ý.
kia. Mày đứng im cho bà đánh một cái thôi. Không. Bà ơi, bà mệt rồi à? Bà uống nước đi bà. Ừ, bà cảm ơn. Con bé này trông nghi lắm. Bà ơi, bọn cháu biết lỗi rồi. Bà uống nước đi ạ. Bà uống đi bà. Vui quá, bà uống hết rồi. Bà làm sao mẹ? Ui, mùi thơm thế. Hai đứa đây. Vui quá đi. Thành công rồi. Em ơi, ai đây? A few moments later. Ôi anh ơi, tha cho em đi. Tìm đi. Ôi trời ơi, lắm bạc thế. Dòng to rồi. Bà ơi, cứu bằng cháu với. Bọn này, có im ngay không? Không biết bọn tao đang ăn trộm mà. Hét cái gì mà hét. Thằng ngu, chuồn mau. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Cuộc đời vẫn đẹp sao? Bà ơi, cứu bọn cháu với. Có biến. Bà ơi, cứu chúng cháu với. Hai đứa làm sao thế này? Bà ơi, có trộm. Ôi dồi ôi, trộm á. Bọn chúng chạy đằng kia kìa. Ôi dồi ôi, quần ăn cắp. Nhanh lên, nhanh lên. Cái thằng ngu này sao vẫn chưa đi? Tao không biết, xe không chạy được. Trời ạ, mày bật cái chìa khóa lên. Ừ vậy. Đi nhanh lên. Ôi làng nước ơi. Cưa. Bà ơi, bọn chúng chạy rồi kia. Phải làm sao bây giờ bà ơi? Bỗng ư. Có cách rồi. Shoot. Dạ, đau quá. Chạy mau, đứng lại. Cơ. Bọn này ăn cái gì mà chạy nhanh thế không biết. Đứng lại mau. Ngu gì mà đứng. Đừng có chạy. Ôi trời ơi, mệt quá. Trả đồ lại đây. Bà đến đây. Hả? Anh có nhìn nhầm không? Ngầu như trái bầu luôn. Chạy đi đâu hả các con? Nho còn non và xanh lắm. Mau cản bà ta lại. Được. Hãy xem ta đây. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tôi liều mạng với bà. Bà đầu quá. Đúng là không biết lượng sức mình. Tuyệt thật đó. Bà lợi hại thật đấy. Các cháu chưa nghe câu gừng càng già càng ngây à? Mấy hôm sau. Thả ta ra. Đây là huy chương trao thưởng cho người tốt việc tốt. Cảm ơn bà và các cháu đã dũng cảm giúp chúng tôi bắt hai tên tội phạm nguy hiểm. Bà ơi, xem này, chúng ta được khen thưởng đây. Vui quá đi. Anh Bên Bên. Chả đào này nào. Không đào nhé. Không đào, chả đào tí nào. Cái gì thế này? Ui da, cái lưng của tôi. Hai đứa kia có thôi ngay không? Mẹ mau vào đây phân xử giúp chúng con đi. Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ mua cho con một chiếc kẹo siêu to khổng lồ như này này. Để mỗi lần anh Bên Bên trêu con là con sẽ đánh cho anh ấy một cái. Mẹ ơi, bạn dẹp có một bộ siêu nhân mới đẹp lắm. Mẹ mua cho con nha mẹ. Mẹ là của em, mẹ không mua cho đồ xấu xa như anh đâu. Không được, mẹ phải mua cho anh. Còn hơn là cái đồ nhặt từ bãi rác về. Leo. Ha ha.
con với chả cái. Tất cả là tại mày. Tại anh ấy. Ai bảo anh ấy em nhặt từ đống rác? Không đúng à. Mày ra mày hỏi mẹ xem. Mẹ. Vẫn chưa thôi à. Suốt ngày chỉ biết chảnh chọe nhau thôi. À mẹ ơi. Con coi biết lỗi rồi. À đau quá mẹ ơi. Mong của em. Không thể để như thế này được. Anh phải kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền để không ai coi thường anh. Cậu cả ở trong mà gia phả. Cậu cả là đại mà thiếu gia nè. Cậu cả gia đình mà khá giả. Cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Ôi tiền. Em cũng quyết định. Hôm nay ngày gì mà xui thế? Hai đồng nát đi, đồng nát đi. Ừ, hai đứa bán đồng nát không? Không ạ. Ồ kìa. Cuối cùng cũng nhặt được cái đầu tiên rồi. Khoan đã. Để em chỉ anh cách lấy vỏ lon không dùng tay. Thôi, đừng có mồm điêu. Anh cứ làm theo em đi. Làm như này này. Như này à? Giờ anh đi lùi về phía sau. Anh dễ lừa thật đó. Chết này. Vậy là nó đã thuộc về em rồi. Leo leo. Cho ông xin lại nha. Ông vừa mới làm rơi mà tìm mãi giờ mới thấy. Ông đồng nát. Cả khu này ông thâu hết rồi. Chúng mày có tìm đến sáng mai cũng không thấy gì đâu. Gì cơ? Chúc may mắn, ông đi đây. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Phải tìm cách khác thôi, cách này không ổn rồi. Mãi vô, mãi vô. Ai muốn thử cảm giác mạnh thì mãi vô. Anh Sai ơi, nào, nhìn đó, chúng mình thử cái này đi. Tiền đây rồi. 10.000 một lượt, tiền trước mới chơi nha. Đây. Tiền đây rồi. Của hai anh đây. Cẩn thận đi nha. Ngã một cái là rơi răng luôn đấy. Anh cứ yên tâm đi. Mặt em uy tín thế này cơ mà. À, dừng lại. Ôi không. Chất kia. Đau quá à. Trả tiền lại đây. Nếu không tờ báo không ăn. Dẹp luôn cái trò này đi nha. Nào, giờ chị nhắm mắt lại. À, mày dám lấy đồ trang điểm của mẹ nha. Để yên cho em khởi nghiệp nào. Em sẽ giúp chị trở thành người con gái ấn tượng nhất. Vậy, ý tưởng hay đấy. Yeah, đã xong. Cứ phải gọi là hết nút chấm. Ôi trời ơi, thị nở nào thế này. Giận cả mình. Có mà thị nở gọi bằng cụ ấy. Mọi người chẳng biết thưởng thức gì cả. Kiếm tiền khó quá đi. À, đúng rồi. Anh có cách này, hay lắm. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Khó thế mà anh cũng nghĩ ra được. Đúng là anh trai quái của em. Loa loa loa, xả hàng giá rẻ đây. Mọi người ơi, mau lại đây mua đồ ngon bổ rẻ nào. Kìa, xả hàng cho mọi người. Tới mua đi, từ từ thôi. Cảm ơn quý khách. Nhiều tiền quá đi anh ơi. Không có ngại ngần. Tốt. Tiếp như là chán chạy cầm. Không biết là bàn ngán. Ta sẽ không bao giờ mà ngán. Ta phải cho cuộc đời này đáng. Để miền Nam của ta nào. Bọn nhóc này kiếm cũng khá đi nhỉ. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Ngâm ngâm ngâm. Tiền là tiền nhiều lúc có nhưng không. Yeah. Vui quá đi. Ủa, tiền đâu? Qua đi mất. Hai đứa hôm nay chung sống hòa bình, không chí chóe nhau nữa à? Hai đứa có thấy mấy cái nồi của mẹ đâu không?
lời thế nào bây giờ? Còn đĩa hoa quả mẹ mới mua đâu rồi? Kìa, trả lời sao đây? Có nói không thì bảo hả? Mẹ ơi, anh Bon Bon đi bán hết rồi ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng mà bị cướp hết tiền rồi. Còn với nhà cái. Đứng lại đi. Con còn xin lỗi. Đau quá. Suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm phá phách vậy hả? Mai ở nhà dọn dẹp cho mẹ, không được đi đâu nữa. Dạ. Tại anh đi. Im đi. Gì chứ, dọn nhà đâu có làm khó được Bon Bon mình chứ. Này thì quét nhà, dọn nhà này. Sao lại có đứa vừa xấu xa vừa lẻo mép lại phiền phức như mày thế nhỉ? Quét nó đi. Em mà ra tay thì gạo xây thành cám, nghe rõ chưa? Ồ, quét thế này nó mới không bị bụi này. Định thế nha. Anh lau chỗ khác đi, chỗ này để em. Tránh ra. Không tránh. 5 phút sau. Làm việc nhà thật là mẹ. Ây á. Phải có làm mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn á. Thì chỉ có ăn. Anh thôi đi. Nhà hôm nay sao sạch bóng thế nhỉ? À, mẹ về. Có phải mẹ đi lạc không vậy? Dạ không, là bọn con dọn đấy. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Mẹ có quà thưởng cho hai đứa đây. Của Amanda này. Còn đây là của Bon Bon. Hai đứa phải nhớ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Tuy vất vả nhưng những đồng tiền đó mới trong sạch và vẻ vang nhất. Dạ, con nhớ rồi ạ. Kẹo này siêu to khổng lồ luôn. Yeah. Hãy xem siêu nhân biến hình đây.